Kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin của Tuổi Bóng Đá trong buổi tối ngày hôm nay, ngày 29 tháng 9. Kính thưa quý vị, sau những thất bại vừa qua thì mới đây quyền thủ tướng của Thái Lan đã ra lệnh sét đánh và chắc chắn sẽ khiến cho huấn luyện viên Poking và bà Lanapang sẽ phải ôm nhau mà khóc nức nở. Cùng với đó thì ngày hôm nay thì V-League 2022 cũng sẽ trở lại. Trọng tài FIFA ông Ngô Duy Lân sẽ trở lại làm nhiệm vụ trong trận đấu sắp tới và đặc biệt là sẽ né trận đấu khi có câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Và ngay lập tức thì ông Dương Văn Hiền khẳng định rằng các trọng tài vừa qua làm việc tại V-League 2022 không có vấn đề về mặt tư tưởng, không tiêu cực khi mà điều khiển các trận đấu. Đó là những thông tin chính trong bản tin của Tuổi Bóng Đá ngày hôm nay. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, mới đây thì các cơ quan liên quan của Thái Lan đã họp với chính phủ của Thái Lan xung quanh những kế hoạch và những cái kinh phí để dự trù cho các đội tuyển của họ tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games lần thứ 32 diễn ra tại Campuchia từ ngày 5 đến ngày 17 tháng 5 năm 2023. Tại cuộc họp này thì Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Thái Lan, ông Supaphong cho biết là dự kiến tháng 3 năm 2023 thì sẽ cho đội tuyển U22 Thái Lan tập huấn 2 tuần tại UE để chuẩn bị cho SEA Games 32. Và kinh phí dự kiến của chuyến tập huấn này rơi vào khoảng 7 tỷ đồng theo tiền của Việt Nam. Song là do ngân sách hiện nay hạn hẹp, cho nên là bên phía Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã đề nghị cơ quan quản lý thể thao Thái Lan sẽ phải rót tiền dành cho cơ quan này. Và đại diện của cơ quan Thái Lan cùng các bên liên quan cho rằng là số tiền lên đến khoảng gần 7 tỷ đồng là số tiền quá lớn cho một chuyến tập huấn, đồng thời chất vấn bên phía Liên đoàn bóng đá của Thái Lan về việc là có phải cần thiết phải đưa ra một cái mức tập huấn nước ngoài lớn như vậy hay không, cũng như là liên quan rất nhiều những cái thành tích bết bát trong thời gian vừa qua của bóng đá trẻ Thái Lan khi phải liên tiếp thua Việt Nam tại SEA Games và mới đây thậm chí thua cả đội tuyển U19 Lào ở giải U19 Đông Nam Á 2022 vừa qua. Và tờ CM Sport mới đây có cho hay, tại cuộc họp này thì quyền thủ tướng Thái Lan ông Gom Suwan đã yêu cầu đội tuyển bóng đá nam, bóng đá nữ phải giành được tấm huy chương vàng SEA Games 32. Nếu bỏ sót một trong hai danh hiệu này thì sẽ có người phải đứng ra chịu trách nhiệm. Và để nói về người chịu trách nhiệm ở đây sẽ là ai? Đương nhiên rồi, bà trưởng đoàn Manapang sẽ là người đứng ra đầu tiên và chịu trách nhiệm, và sau đó nữa đó là ông Poking và một số có thể là các huấn luyện trưởng khác của đội tuyển Thái Lan. Và hiện nay để nói về cái mục tiêu của Thái Lan, thậm chí họ đưa ra là 4 mục tiêu phải giành được tấm huy chương vàng. 4 mục tiêu đây đó là gì? Đó là bóng đá nữ, bóng đá nam và hai môn futsal, bóng đá nữ và nam. Để nói về môn futsal thì tôi nghĩ rằng là với bóng đá nam của họ thì họ vẫn là một thế lực đẳng cấp, và việc giành được tấm huy chương vàng SEA Games ở kỳ SEA Games 32 thì điều này có lẽ rằng cũng không phải là quá khó khăn. Thế nhưng với đội tuyển futsal nữ thì chưa chắc. Đó là điều mà chúng ta cũng đã được nhìn thấy ở kỳ SEA Games 31 vừa qua khi mà được tổ chức tại Việt Nam rồi. Còn ở môn bóng đá nữ và bóng đá nam ở môn 11 người thì tôi khẳng định một điều rằng để cho Thái Lan tiến tới vào trận chung kết thôi thì đó cũng là điều thực sự là chẳng dễ dàng một chút nào cả. Chúng ta hãy nhìn về đội tuyển nữ Việt Nam hiện nay. Thì ngoài những Việt Nam, ngoài những Myanmar và một đội bóng khác nữa, đó chính là Philippines. Hiện nay họ quá mạnh, những gì mà họ vùi dập cả Thái Lan và Việt Nam của kỳ SEA Games 31 vừa qua ở môn bóng đá nữ, thì chúng ta thấy được rằng là hiện nay thì để cho Thái Lan cũng như Việt Nam cạnh tranh một cách sòng phẳng nhất với cái đội tuyển đó là nữ Philippines, thời điểm này thật là quá khó khăn. Chúng ta và Thái Lan thua trước Philippines một cách quá dễ dàng và gần như không thể chống đỡ được. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng với môn bóng đá nữ của Thái Lan thì việc họ mong để tiến tới vào trận chung kết thôi thì đó cũng là một điều mà đã là thành công dành cho bóng đá của Thái Lan rồi. Và thứ hai nữa, với đội tuyển bóng đá nam của Thái Lan hiện nay, chúng ta nhìn xem là tại Đông Nam Á đang có gì. Kể cả Lào cũng đã gây ra những khó khăn và khiến cho Thái Lan phải thua trận trước đội bóng của một đội bóng mà hiện nay mà chúng ta đều thấy rằng là họ đang có sự tiến bộ thần tốc đến như thế nào. Và cái thứ hai nữa, hiện nay không chỉ có Lào đâu mà những đội bóng khác ở trên như là Malaysia, như là Indonesia và đặc biệt là cả Việt Nam nữa. Chúng ta đang nói về cấp độ đội tuyển trẻ, ở đội tuyển U22 thì rõ ràng Thái Lan có lẽ rằng còn đứng sau những Malaysia, đứng sau cả những Indonesia và Việt Nam, chúng ta có lẽ rằng một bậc. Vì vậy mà tôi lại khẳng định một điều rằng cái mục tiêu dành cho đội tuyển U22 Thái Lan tại SEA Games 32 có lẽ chẳng là cũng chỉ là tiến tới vào trận chung kết thôi. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng với việc là quyền thủ tướng của Thái Lan ông Gom Suwam đã yêu cầu là cả đội đóng bóng đá nữ và bóng đá nam của đội tuyển nước này phải giành được tấm huy chương vàng SEA Games 32, đó thực sự là một thách thức cực đại quá lớn dành cho đội tuyển nước này.
Và vừa qua chúng ta cũng thấy rồi, bà Manapang là quyền chủ tịch nắm tất cả các cái hành động, những cái câu chuyện vừa qua liên quan đến những trận đấu của Thái Lan, và bà này đã đứng ra chịu mọi trách nhiệm. Và giờ đây thì ông Poking vừa qua cũng đã thấy, chúng ta thấy rằng ông ấy được điều chuyển từ đội tuyển quốc gia xuống đội tuyển U23 để tham dự SEA Games 31 vừa qua, thế nhưng rồi cũng thất bại. Vì vậy mà trong cái trường hợp này thì tôi nghĩ rằng đang là một thách thức cực lớn, và có lẽ rằng hậu quả để lại sẽ là cực lớn dành cho ông Poking cũng như bà là Manapang, và cao nhất có lẽ rằng sẽ phải bị thôi việc thôi. Bởi quyền thủ tướng của Thái Lan đã ra một phán quyết rằng nếu không thành công thì phải có người chịu trách nhiệm. Và đương nhiên rồi, người đứng đầu, huấn luyện trưởng cũng như là bà trưởng đoàn Manapang chính là những người phải đứng ra chịu trách nhiệm. Vì vậy tôi nghĩ rằng trong thời điểm này, sau khi mà nghe được cái thông tin thì ông Poking và bà Manapang cũng sẽ tiếp tục ôm nhau và khóc nức nở thôi. Và đây là cái hành động mà chúng ta cũng đã thấy khá nhiều, khi mà bà Manapang và ông Poking cũng đã rất nhiều lần ôm nhau trên sân rồi, vừa ăn mừng, vừa chia buồn, vừa khóc rất nhiều lần. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng đây là một tin thực sự sét đánh dành cho ông Poking cũng như bà Manapang. Bởi hiện nay thì quá khó để cho Thái Lan có thể đạt được cái mục tiêu này. Thứ nhất ở môn bóng đá nữ thì tôi nghĩ rằng thực sự khó, khó thực sự dành cho Thái Lan. Còn ở môn bóng đá nam thì có lẽ rằng cũng là lên trời thôi. Bởi Indonesia hiện nay họ kinh khủng khiếp như thế nào chúng ta đều thấy. Ở cấp độ đội tuyển trẻ chứ chúng tôi chưa phải là nói về cấp độ đội tuyển quốc gia. Rồi trong khi đó thì vừa qua cũng thua cả Malaysia. Rồi Việt Nam vừa qua ở cấp độ trẻ thì Thái Lan cũng toàn thua thôi, hầu như là thua. Vì vậy đây thực sự là một tin không vui một chút nào dành cho Poking, các huấn luyện viên khác của Thái Lan cũng như chính bà Manapang, đúng không ạ? Còn quý vị bạn nhận xét như thế nào về cái thông tin này, khi mà Thái Lan đã đưa ra một quyết định không tưởng, thì cũng có thể để lại một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của tổng đài nhé. Còn như chúng tôi đã nói thì bên phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam chúng ta, hầu như mỗi một lần mà chúng ta đưa ra những cái chỉ tiêu thì cũng chỉ là vượt qua vòng bảng thôi. Như là chúng ta sẽ đá những trận bán kết và sau đó mục tiêu dần dần sẽ là chung kết thôi. Chứ còn tôi thấy rằng chúng ta cũng chưa khi nào đưa ra một cái mục tiêu cao nhất dành cho cả hai cấp độ đội tuyển, đó là phải có được chức vô địch cả. Cao nhất có lẽ rằng tôi nhớ không nhầm cũng chỉ là tiến tới trận chung kết thôi. Vì vậy mà mong muốn của Thái Lan trong thời điểm này, sau khi chịu quá nhiều những tổn thương và thất bại, thì họ dường như là đang quá mơ hồ về chính cái mục tiêu, những mục đích của mình, khi mà họ không thực sự là có thực lực ở những giải đấu ở cấp độ tuyển trẻ như thế này. Sau khi mà Chanathip Songkrasin vắng mặt trong trận đấu vừa qua, thì ngay cả cấp độ đội tuyển quốc gia, Thái Lan đã phải sấp mặt trước đội tuyển đó là Malaysia. Thì lấy gì mà họ đỡ khi mà những đội tuyển trẻ này đang có liên tiếp những thất bại như vậy, phải không ạ? Và liên quan đến bóng đá của Việt Nam thì một thông tin khá thú vị, đó là ông trọng tài Ngô Duy Lân sẽ trở lại làm nhiệm vụ tại vòng 17 của V-League 2022. Cụ thể thì vừa qua ban trọng tài đã trình VFF thông qua phương án phân công trọng tài và giám sát trọng tài làm nhiệm vụ tại vòng 17 V-League 2022 sẽ trở lại trong 2 ngày, đó là 30 tháng 9 và mùng 1 tháng 10 tới đây. Theo đó thì ông trọng tài Ngô Duy Lân sẽ trở lại bắt chính trong trận đấu Sông Lam Ngàn gặp Viettel ở trên sân Vinh vào lúc 18 giờ ngày mùng 1 tháng 10. Hai trợ lý trọng tài trong trận đấu đó là ông Nguyễn Trung Hậu và ông Phạm Phú Hưng. Trọng tài thứ tư đó là ông Nguyễn Viết Duẩn và giám sát trọng tài đó là ông Võ Minh Chí. Và chúng ta cũng đã nói rất nhiều về ông trọng tài Ngô Duy Lân, đó là những gì mà ông đã mắc sai sót, những tình huống phạm lỗi của Đỗ Duy Mạnh với Bruno, và cuối cùng đã khiến cho Hoàng Anh Gia Lai đã phải nhận thất bại khá là buồn, đau đớn với tỷ số đó là 1-2, mặc dù họ đội bóng chơi tốt hơn. Và đến vòng 10 năm thì vị vua áo đen đẳng cấp FIFA đã trở lại với công việc, thế nhưng cũng chỉ được giao nhiệm vụ trọng tài bàn thôi. Vì vậy mà có lẽ rằng vẫn là những áp lực cực lớn dành cho trọng tài Ngô Duy Lân, vì vậy mà đã được phân công cho một trận đấu khác mà tôi nói đùa một chút, đó là né ra đội câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ra. Và hy vọng rằng trọng tài của chúng ta sẽ tiếp tục sẽ hoàn thành tốt công tác nhiệm vụ của mình để tránh gây ra những rủi ro, những phiền toái, và đặc biệt hơn nữa là không để cho các cổ động viên chúng ta phải tiếp tục có những phàn nàn với những quyết định rất sai vừa qua. Và vừa qua thì chính ông Dương Văn Hình, sau khi mà trở lại với V-League 2022, sau khi mà đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta đã có hai trận đấu giao hữu, thì ông Dương Văn Hiền có khẳng định rằng đó là các trọng tài làm việc tại V-League 2022 không có vấn đề về mặt tư tưởng, không có tiêu cực khi mà điều khiển các trận đấu vừa qua. Và để nói về câu chuyện này thì tôi cũng chẳng dám cam đoan rằng là có tiêu cực hay không, bởi vì cá nhân của tôi thì cũng chả biết được, quý vị bạn chắc chắn cũng chả biết. Nhưng nếu mà nói không có vấn đề về mặt tư tưởng, không có vấn đề về mặt tiêu cực, thì rõ ràng là chính ông Dương Văn Hiền mới là người đứng ra chịu trách nhiệm lớn nhất cho cái câu chuyện này. Bởi nếu không phải là vấn đề tư tưởng tiêu cực
thì những sai phạm đó chính là do những người đứng dưới của ông, những người mà do chính ông chọn và đưa ra những trận đấu để bắt chính trận đấu vừa qua, và ông ấy phải là người chịu trách nhiệm cao nhất. Vì vậy mà với những trọng tài không thực sự bắt tốt thì không thể đổ lỗi dành cho trọng tài họ kém, hay là ví dụ như là tất nó có đồng màu hay là giày đồng màu, thì đó là lý do thực sự rất là buồn cười. Và ông Dương Văn Hiền như vừa qua thì tôi có một thông tin, đó là ông này vẫn tiếp tục để đấu tranh, để tiếp tục ở lại VFF. Và rất nhiều các cổ động viên nói rằng là ông này thôi từ chức đi, sớm từ chức đi để có người khác, người ta trẻ người ta lên, người ta làm cho nó tốt hơn. Thì ông này vẫn không, quyết định ở lại và tranh đua đến cùng. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng đây là những hành động mà cũng khiến cho các cổ động viên chúng ta cảm thấy khá lóng mắt, hơi khó chịu. Vì thực tế là với văn hóa Việt Nam thì chúng ta cũng khó có cái văn hóa từ chức được. Nhưng vừa qua thì tôi thấy rằng cũng có một số người cũng đã sẵn sàng từ chức và nói rằng là sẽ để cơ hội dành cho những người trẻ, họ có tâm huyết hơn, nhiệt huyết hơn. Còn với ông Dương Văn Hiền, có lẽ rằng ông ấy vẫn đang cố đấm ăn xôi, cố để lấy lại cái gì đó thì tôi chả rõ. Nhưng nếu làm việc như vậy mà tiếp tục trọng tài vẫn có những vấn đề thì chắc chắn ông Dương Văn Hiền cũng phải xem xét lại chính bản thân của mình. Và giờ đây thì V-League cũng đã trở lại rồi, và chúng ta đang rất mong chờ rằng những ngôi sao của đội tuyển Việt Nam chúng ta có tiếp tục để tỏa sáng được nữa hay không. Bởi vừa qua thì những cầu thủ trẻ đã được lên tuyển, rất nhiều cầu thủ đã được vào sân, và thậm chí đã có những cầu thủ đã ghi bàn. Và đó là một thời gian tốt dành cho đội tuyển Việt Nam chúng ta. Và những câu lạc bộ có lẽ rằng họ cũng cần có sự ghi nhận, bởi khi lên chơi đội tuyển quốc gia mà họ có thể hiện được như vậy thì rõ ràng họ cần phải có được cái chỗ đứng tại câu lạc bộ của mình. Những Nhâm Mạnh Dũng, những Phan Tuấn Tài cũng đã thi đấu, và Viettel thì ngày hôm nay thì cũng đã có khá nhiều điều kiện để cho những cầu thủ này có được thời gian thi đấu, và hy vọng rằng trong thời gian tới thì họ sẽ có thêm những cơ hội thôi. Thầy Park quá tuyệt vời rồi, và ông ấy đã mang đến những điều tuyệt vời nhất dành cho chúng ta. Và thời điểm hiện nay thì tôi nghĩ rằng với những Poking thì chúng ta nhìn thấy một huấn luyện viên đẳng cấp châu Âu, một người thậm chí mang hai dòng máu của hai quốc gia tại châu Âu, nhưng cuối cùng những gì ông làm được liệu rằng có so sánh được với thầy Park hay không? Đang trong thời điểm mà thầy Park thành công như thế này thì chúng ta có nên đặt ra câu chuyện rằng là huấn luyện viên châu Âu nào đó đến sẽ thành công hơn và sẽ làm tốt hơn thầy Park, tốt hơn những huấn luyện viên như huấn luyện viên Gong Kyung hiện nay cũng rất thành công với U23 Việt Nam hay không? Chẳng ai dám trả lời câu hỏi đó cả. Thì hiện nay thì chúng tôi vẫn nhận được những thông tin, và đó là những thông tin mà chúng tôi không thể chấp nhận được khi mà chúng ta thấy rằng một người đang thành công và đang có những cái bước tiến như vậy cùng với cả bóng đá Việt Nam, chúng ta lại đưa ra những thông tin rằng là không tốt và cần phải có người làm tốt hơn trong thời điểm này. Thì liệu rằng có ai tốt hơn nữa hay không, hay chính người đó đang mong muốn rằng tìm ra một ai đó để đứng vào vị trí đó, thì tôi cũng chẳng rõ. Còn tới đây thì bản tin của Tuyển Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Tuyển Bóng Đá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành, luôn theo dõi và đã có rất nhiều những sự ủng hộ, những chia sẻ để động viên, cổ vũ cho Tuyển Bóng Đá cũng như đội tuyển Việt Nam, bóng đá Việt Nam của chúng ta trong thời gian vừa qua. Xin cảm ơn rất nhiều và xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.